các vị khách quý, quý Phật tử cùng toàn thể nhân dân có mặt tại chùa Khôi Kỳ tham dự chương trình giao lưu văn nghệ mừng Vu Lan báo hiếu trong buổi tối ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban tổ chức, cho các con xin được gửi tới toàn thể quý vị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và lời chào thân thương nhất. Kính thưa toàn thể quý vị, tiết trời tháng 7 Vu Lan, dù đi muôn hướng trăm ngàn trùng dương, lòng con không khỏi vấn vương, quay về nguồn cội ấy thiên đại hiền. Vâng, cứ mỗi độ Vu Lan trở về là hình ảnh thân thương của cha mẹ lại sáng ngời trong tâm hồn chúng con hơn bao giờ hết. Bằng tất cả tấm lòng hiếu kính của người con Phật, đêm nay tại chùa Khôi Kỳ tổ chức một chương trình ca nhạc đặc biệt với chủ đề mừng Vu Lan báo hiếu, nhằm dâng lên lời ca tiếng hát, ngợi ca và cúng dường mẹ cha với những tình cảm chân thành của các ca sĩ, nghệ sĩ không chuyên trong các tiết mục biểu diễn, hy vọng sẽ mang đến cho quý vị những giây phút lắng đọng, những cảm xúc dạt dào để cho hình bóng mẹ cha mãi là biểu tượng sáng ngời trong tâm hồn của những người con hiếu hạnh. Đến dự với đêm giao lưu văn nghệ của chúng ta ngày hôm nay, xin trân trọng giới thiệu thầy Thích Phương Huyền, trụ trì chùa Khôi Kỳ. Xin giới thiệu thầy Thích Phương Khải, trợ duyên chùa Khôi Kỳ. Về lãnh đạo xóm, xin trân trọng giới thiệu có các đồng chí trong cấp ủy chi bộ, các ông bà đại diện các ban ngành đoàn thể xóm Hốc Quéo, đề nghị chúng ta nhìn lên chào mừng. Và xin quý vị hãy nổ một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón sự có mặt cổ vũ của nhân dân trong xóm cùng các diễn viên, ca sĩ không chuyên các xóm bạn. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Và trước khi chương trình văn nghệ của chúng ta sẽ được diễn ra ngay sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu thầy Thích Phương Huyền, trụ trì chùa Khôi Kỳ lên phát biểu khai mạc đêm giao lưu. Xin trân trọng kính mời thầy ạ. Tam mô giáo chủ bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kim Liên Tòa Hạ Tam Đại Chứng Minh. Nam mô Vu Lan Viên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Liên Tòa Tam Đại Chứng Minh. Hành kính đọc quý tôn đức tăng ni, ông thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên. Hành kính bạch đi sư Thích Thanh Nhàn, đặc trách Phật giáo huyện Đại Từ. Kính bạch quý tôn đức tăng ni chủ trì các chùa cảnh trong địa bàn của Phật giáo huyện Đại Từ. Kính thưa quý vị nguyên lãnh đạo chính quyền địa phương, thưa quý vị bí thư trưởng xóm và ban công tác xóm Góc Quéo cũng như là các xóm, và đặc biệt là xin chào mừng tất cả bà con Phật tử, nhân dân địa phương cũng như là các xã bạn, các xóm bạn cũng về chung vui trong đêm văn nghệ hôm nay. Xin chúng ta dâng cao một tràng pháo tay để cổ vũ cho mọi người. Kính thưa Đại Đức Thích Phương Khải, thưa Đại Đức Thích Minh Na, thưa Trung Tăng chúng, thưa quý vị trong ban hộ từ chùa Khôi Kỳ, đứng đầu là bác Đớ Duyên Lợi Pháp Danh Thánh Lạc, trưởng ban hộ từ và các ban viên và các tổ dây Phật tử, hội viên cũng như tất cả bà con Phật tử nhân dân địa phương có mặt trong đêm văn nghệ tối hôm nay. Hướng về ngôi Tam Bảo chùa Khôi Kỳ, vừa qua chư tăng và ban hộ tự cùng với quý Phật tử gần xa, nhất là có một Phật tử không có nêu danh đã trợ duyên cho công việc đúc đại hồng chung và tạo trống bát nhã cũng như pháp khí và tượng pháp cho nhà chùa Khôi Kỳ chúng ta. Nhân mùa Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2567 dương lịch 2023, tất cả quý thầy đã động viên câu lạc bộ liên thế hệ đã tập dượt rất là nhiều tháng, nhiều ngày với những ca khúc, với những cổ điệu sẽ dâng lên cúng dường đại lễ Vu Lan báo hiếu năm nay, và để chào mừng cho sự kiện long trọng vào sáng ngày mai, đó là kính mừng đại lễ khai
Đại Hồng Chung chuyển trong Bát Nhã và vọng hướng Vu Lan bông hồng cài áo để tri ân các đấng sanh thành, cũng như để tri ân đến nguồn cội non sông Cấm Mốc, các anh linh anh hùng liệt sĩ đã vì quốc công thân để cho đất nước chúng ta được độc lập tự do và sống trong cảnh thanh bình thịnh trị. Ngày hôm nay xin được thay mặt cho toàn thể những thầy cùng với câu lạc bộ Liên Thế Hệ xin được long trọng tuyên bố khai mạc đêm văn nghệ giao lưu cúng dường đại lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2567 dương lịch 2023. Xin được chúc sức khỏe đến quý tôn đức và chúc cho tất cả các diễn viên, các ca sĩ sẽ dồi dào sức khỏe và trình diễn những tiết mục đặc sắc để chào mừng đại lễ Nam Mô Hoan Hỷ Lạng Bồ Tát Ma Ha Tát.